Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Sóc Còi TV. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2021. Mình muốn chia sẻ cho các bạn một ít dòng hồ điệp đại cắt ngòng. Trước mặt các bạn đó chính là những cây hồ điệp Đài Loan, hàng đã cắt ngòng, nhà vườn đã thanh lý và chúng ta sưu tầm về để chúng ta trồng nhé. Thường thường là hàng thanh lý thì nó hay bị lỗi lá chút xíu này các bạn này. Hay bị lỗi lá chút xíu. Thì mình cố lựa cho các bạn những cây khỏe mạnh để các bạn về trồng thuần dễ nhé. Một chậu này bên mình bán với giá là 70.000 một chậu và chưa tính ship vận chuyển. Nếu các bạn mà mua 10 chậu thì mình sẽ bao ship cho các bạn. Còn nếu mà dưới 10 chậu thì là phí ship là 40.000 nhé các bạn nhé. Bởi vì cái dòng này nó rất là nặng nên vì vậy mà mình không có dám bao ship cho các bạn đâu. Đây là những cây hồ điệp rất là khỏe mạnh này. Điều kiện cần và đủ là để các bạn trồng được một cái chậu hồ điệp nó phát triển tốt, bông to thì là trước tiên là các bạn phải sưu tầm những dòng gọi là hồ điệp giống là phải là hàng Đài Loan các bạn nhé. Đó. Cái rễ nào mà hư thì các bạn hãy tỉa bớt giúp mình đi. Cái rễ xanh thì chúng ta hãy để lại. Bởi vì là cái hàng này hàng thanh lý, không thể tránh được cái những cái rễ nó bị hư được. Thì về các bạn bỏ cho mình 2/3 rễ này ra. Từ đây đổ lại, lấy 2/3 rễ này ra. Các bạn để lại 1/3 rễ như này. Thôi chẳng cần đâu xa, mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem hai cái chậu lan hồ điệp của mình trồng nhé. Trước mặt các bạn đó chính là hai chậu hồ điệp mà mình đã trồng cách đây khoảng độ 4 tháng. Đây là em hồ điệp mà trước tiên là em đã bị cắt ngòng này, cái ngòng của em ở đây. Và mình đã trồng được khoảng độ là được 4 tháng và em đã bắt đầu tiếp tục lại ra thêm cái ngòng mới nữa. Đây này rất là khỏe mạnh. Những cây hồ điệp này nó cũng là những cây hồ điệp này mà thôi, cùng lô cả. Và mình đã cố mình trồng, mình test, mình kiểm tra cây nó phát triển mạnh, khỏe và ra ngòng. Chứng tỏ là nó rất là ok với khí hậu, thời tiết của chúng ta. Nên mình mới chia sẻ cho các bạn lên trên kênh. Đó, các bạn thấy rễ này bám rất là khỏe mạnh. Mình chủ yếu là mình bỏ 2/3 rễ ra. Mình trồng bằng chậu gỗ và mình chèn bằng than củi hoặc vỏ thông. Đây. Còn đâu em này cũng vậy này. Các bạn thấy ký này, em này cũng vậy. Em này cũng bị cắt ngòng này, cái ngòng của em ở đây. Nói có sách, mách có trứng, hàng cắt ngòng. Và trồng được 4 tháng thì em lại ra ngòng một tiếp theo này, cái ngòng này này. Và em này sung em rất là khỏe mạnh, em ra thêm cái ngồng nữa là hai ngồng luôn này các bạn này. Đó. Vì vậy mà mình khuyên các bạn là chúng ta đã không chơi thì thôi, chơi nên cứ chơi hàng Đài Loan. Dù là hàng cắt ngồng thì dù sao cũng là tốt hơn là cái hàng Trung Quốc, dễ xanh mướt. Đây mình trồng bằng than củi này, các bạn thấy dễ nó bò này, thành chậu này. Đó. Để cho được những cái chậu lan như thế này thì mình xin nhắc lại là chúng ta phải mua hàng Đài Loan. Hàng Trung Quốc mình không có chơi nhé. Nhân tiện đây mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn một chút xíu này. Nếu mà các bạn mà đi giờ mà mua hàng hồ điệp mà hàng to đấy, thì các bạn đừng có mà mong rằng là cái cây đấy là cây hàng Đài Loan 100% là hàng Trung Quốc. Bởi vì sao? Bởi vì cái hàng Đài Loan, các bạn thử nghĩ là cái cây to như thế này, giả sử cái cây này là cây cắt ngòng, giá đã 70. Nên vì vậy mà cây to thì giá nó sẽ chắc chắn cao hơn, đúng không? Nếu mà cây tơ thì hàng Đài Loan nó xuất nhẹ ra cũng phải là 100, 101. Đó, đấy là cây tơ các bạn nhé. Nên vì vậy mà các bạn mà khi mà hiện tại đang mua những cái cây tơ trên thị trường hiện nay, nó bán giá độ 40.000, 50.000 thì không cần phải hỏi nhiều, 100% là hàng Trung Quốc. Nếu các bạn có hỏi chăng nữa thì những người ta bán hàng tầm bậy tầm bạ, nó sẽ nói những cái câu rất là che giấu. Ví dụ hàng này là hàng Đài Loan đã thuần tại Việt Nam, nhưng mà cái cốc ghi chữ là Made in China, không thể giấu được. Nên vì vậy mà các bạn đừng nên mua những hàng đấy nhé. Nó bảo là thuần tại Việt Nam, không phải thuần tại Việt Nam đâu. Nó nhập về, nó để 1-2 tuần, nó để nó khô, nó xuất đi đấy. Nó nói cũng đúng, thuần 1-2 tuần, đúng rồi. Thuần 1-2 tuần ở Việt Nam đúng đấy. Bữa nay hàng về rất là đẹp. Mình cố mình sưu tầm cho các bạn những cây khỏe mạnh để các bạn trồng, để cho ra bông. Đó. Cây rễ nào hư thì các bạn hãy tỉa đi, bỏ 2/3 rễ ra, để lại 1/3, chèn than củi vỏ thông, tưới cho mình B1 dịch chuối, nước vào gạo, thỉnh thoảng đi phân 20 đều. Cây của các bạn nó sẽ rất là phát triển. Và đặc biệt là các bạn mà phải treo dưới lớp lưới nhé, không được treo dưới mái tôn, hiên nhà hoặc là để dưới gốc cây, là cây nó sẽ rất là khó phát triển. Còn cách chăm sóc của mình rất là đơn giản thôi, cây khỏe mạnh lúc nào ra ngòng lúc đấy. Đây, các bạn này thấy cây cắt ngòng rồi, nó khỏe mạnh ra cái ngòng nữa này. Nhưng mà đối với những trường hợp như mình nói các bạn ấy, mình đang bán hàng cắt ngòng, cái ngòng này mình bẻ đi. Các bạn biết sao không? Bởi vì cái cây của chúng ta nó chưa có rễ. Chưa có rễ, các bạn để ngòng thì cái lui ngòng thì cái lá nó sẽ nhăn nheo, nó sẽ héo như thế này này. Đó.
Nên mình khuyên các bạn, khi mà các bạn có ngồng thì các bạn cắt lên nhé, mình sẽ cắt đi, mình không muốn chúng ta mà muốn nuôi cái ngồng này là cái chậu nó phải, cái rễ này nó phải bám thành chậu như thế này nè, cái rễ của nó phải bám, cái rễ nó phải bám thành chậu này thì nó mới nuôi được ngồng, mà nó khỏe mạnh thì nó mới nuôi được thêm, nó lại đẻ thêm ngồng hai, mình không cần nhắc nó vẫn cứ đẻ ra thêm ngồng thứ hai. Còn nếu mà cây các bạn mà chưa có rễ bám, chúng ta mới sang chậu thôi, làm sao mà nuôi được ngồng, nên phải các bạn ngắt đi nhé, cây rất là khỏe mạnh. Thì là mình bán với giá là 70.000 một chậu và chưa tính ship vận chuyển, và mình sẽ ship toàn quốc. Khi các bạn nhận hàng thì các bạn hãy kiểm tra hàng đẹp như gì mình chia sẻ thì các bạn lấy, xấu thì các bạn hãy gửi về. Lô này mình khoái nhất, cái lô này mình về mình thích nhất đó chính là nó có trắng V3 và trắng hộc đỏ, hai cái màu trắng này mình rất là thích, bởi vì là thường thường những cây màu trắng lá nó sẽ rất là bự và vẫn rất là dễ trồng. Mình đấy chính là bí quyết để mình trồng hồ điệp, lúc đầu mình mới chơi đấy, mình hay ưu tiên những chọn những cây màu trắng, bởi vì những cây màu trắng là những cây có sức đề kháng rất là cao và tỷ lệ trồng thành công đến 90%. Còn đâu những màu khác thì theo như mình thấy mình trồng nó khó hơn chút xíu. Đó, cây khác nhau màu lá sẽ khác nhau nhé. Đây mình sẽ ví dụ cho các bạn xem nè, em này là em màu lá màu tròn đúng không, em này màu tròn này, em này lá sẽ dài hơn một chút xíu này, nhìn như này khó phân biệt đúng không, cổ này màu tím này, cổ này màu trắng này. Rồi để mình lấy thêm cho các bạn một chút xíu nha, em này lá dài này, đầu nhọn hoắt đây, khác các bạn thấy hai bản lá khác nhau không, hai màu lá khác nhau không? Bản lá khác nhau. Em này em màu vàng, theo như mình kinh nghiệm mình nhìn thì cây này là em màu vàng, màu chốt thì khó đoán hơn chút xíu đấy, các bạn thấy này, cây này cây cổ lá màu đỏ này, cổ lá màu trắng này, rất là nhiều màu sắc, có khoảng độ là 6 màu khác nhau, 6 màu thì có cả màu trắng V3 này, trắng hồng đỏ rồi, màu cam, màu vàng, màu hồng, cam, vàng, hồng, hai màu trắng nữa, mới cả một màu nữa đó chính là màu tím. Nói chung là em này cũng đầy đủ màu rồi, hồ điệp là lô này về là khá là nhiều màu rồi, nên các bạn cứ yên tâm, mình sẽ chọn những cây cho các bạn, cây khác nhau màu sẽ khác nhau, lá nó sẽ khác nhau, không có sợ là sẽ bị một màu nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV. Có điều gì mà khúc mắc thì các bạn hãy comment góp ý giúp mình để mình sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn. Cái gì biết thì chúng ta nên chia sẻ cho nhau, cái gì mà mình không biết thì mình nên lắng nghe, chứ đừng nên đây nói tầm bậy tầm bạ, hại rất là nhiều người đấy các bạn này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.